Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai nhận quà Tết 5 tỷ đồng. Sách gây bão của Ocean Vương tái bản được dán nhãn 18 cộng. Xin lái thử ô tô rồi phóng xe bỏ chạy, người đàn ông bị khởi tố. Không tìm thấy người sống sót trong vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Man City lập kỷ lục vô địch 4 lần liên tiếp tại Premier League. Ngày 20 tháng 5, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, cùng ông Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vịnh bị cáo buộc ký văn bản trái luật để doanh nghiệp được khai thác khoáng sản. Theo cáo trạng, nhóm quan chức cán bộ Lào Cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định cấp 3,77 ha đất cho công ty Lilama để xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Việc này tạo điều kiện cho Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá 610 tỷ đồng. Từ đó Lilama thu lợi 170 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi 184 tỷ đồng. Tết Nguyên đán năm 2015, sau khi ông Vịnh làm bí thư tỉnh ủy đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết từ ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama. Toàn bộ số tiền này, ông Vịnh khai đã dùng để chi tiêu cá nhân. Tiểu thuyết Một tháng tao rực rỡ ở nhân gian của tác giả Mỹ gốc Việt Ocean Vương sắp được tái bản và dán nhãn 18 cộng. Trước đó, ngày 2 tháng 5, bài đăng của một người mẹ có con học lớp 11 tại trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao trong cộng đồng. Chị này cho biết con được giáo viên phát cuốn sách của Ocean Vương để đọc tham khảo. Tuy nhiên, khi đọc cùng con, phụ huynh thấy bất bình vì cho rằng sách chứa nội dung khiêu dâm, miêu tả cảnh quan hệ tình dục của hai nam thiếu niên có thể khiến con chị bị đầu độc về mặt tinh thần. Cục xuất bản, in và phát hành đã yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn, đơn vị cấp phép thẩm định nội dung sách, trả lời thắc mắc của dư luận về việc tác phẩm này có phải là chuyện khiêu dâm hay không. Trong báo cáo, nhà xuất bản Hội Nhà văn khẳng định sách có nội dung tốt, không vi phạm các quy định pháp luật. Nhà xuất bản đề xuất giải pháp dán nhãn cho sách ở các lần in sau. Ngày 20 tháng 5, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Nam, sinh năm 1992 ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do không có tiền tiêu xài nên người này tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như hội những người muốn làm liều, mua bán xe không giấy tờ. Sau đó, Nam thấy một tài khoản Facebook đăng tin bán xe ô tô nên nhắn hỏi và hẹn giao dịch mua bán. Khi gặp chủ xe, Nam xin lái thử rồi phóng xe bỏ chạy. Chạy đến địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chủ xe và người đi đường hô hoán, Nam bỏ ô tô lại và chạy vào khu dân cư, trốn trong một chiếc thùng nhựa trong suốt 4 tiếng, sau đó bắt xe về quê nhà ở Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Hãng thông tấn nhà nước Iran và hãng thông tấn Mehr News đưa tin từ hiện trường rơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cho biết không tìm thấy ai sống sót. Trước đó, ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi và đoàn tùy tùng đã gặp sự cố và phải hạ cánh ở tỉnh Đông Azerbaijan. Theo cảnh quay từ máy bay không người lái của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và được hãng thông tấn của Iran đăng tải, cho thấy trực thăng rơi xuống một sườn đồi dốc, nhiều cây cối rậm rạp. Chiếc trực thăng bị cháy rụi, chỉ còn lại phần đuôi màu xanh và trắng. Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết tất cả hành khách đều có thể đã thiệt mạng. Hiện chưa có thông báo chính thức nào về cái chết của họ. Sự chú ý đang hướng về Phó Tổng thống Iran Mohammad Mokhber. Theo Hiến pháp Iran, trong trường hợp Tổng thống qua đời hoặc mất năng lực, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ tiếp quản và đảm nhận công việc của Tổng thống trong thời gian tối đa là 50 ngày. Với chiến thắng 3-1 trước West Ham ở vòng 38 Premier League, Man City đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhất. Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước Everton. Man City có chiến thắng chung cuộc và kết thúc mùa giải với 91 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng hơn đội xếp sau Arsenal 2 điểm. Man City và huấn luyện viên Pep Guardiola trở thành những người đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh vô địch 4 năm liên tiếp. Trong lịch sử bóng đá Anh suốt 136 năm qua, chưa từng có đội bóng nào trước Man City làm được như vậy ở giải đấu hạng cao nhất. Thế thống trị của thầy trò Pep Guardiola cũng được duy trì khi họ đã vô địch 6 lần trong 7 mùa gần nhất. Đội duy nhất xoán ngôi Man City trong 7 năm qua là Liverpool mùa 2019-2020. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.